Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn làm cái trái tim nó có đèn led chạy hiệu ứng và loa phát nhạc trực tiếp trên cái trái tim. Cái này mà đi tặng người yêu sinh nhật hoặc là những dịp như kiểu sắp tới như kiểu ngày Noel ấy, thì mình nghĩ nó là thôi rồi Lũ ơi. Đấy, thì sau đây là video hướng dẫn mình hướng dẫn các bạn làm các bạn nhé. Đây là công thức của trái tim và đây là những đồ cần thiết để chúng ta bắt đầu làm cái trái tim led hiệu ứng như này. Đó, những cái đồ này thì chúng ta cần chuẩn bị đầy đủ các bạn nhé. Đấy là cơ bản nhất. Các bạn dán tăm lên cái miếng gỗ. Chúng ta có thể dùng miếng gỗ hoặc miếng bìa đều được. Đấy, tăm ở đây mình sử dụng là tăm 1.8L các bạn nhé. Tăm 2.5L thì làm sẽ không được đẹp bằng 1.8L với cái mẫu trái tim như này. Đó, tăm này thì các bạn nhớ kiểm tra kỹ và lọc những cái tăm xấu ra. Đó, và chúng ta sẽ dán cái mặt trái tim cho nó thật đẹp, thật cân đối. Dán xong thì các bạn có thể dùng kéo các bạn cắt lại phần viền các bạn nhé. Trước khi cắt lại phần viền thì chúng ta sẽ đổ keo thật chặt. Và các bạn đảm bảo là phần ở giữa trái tim ấy nó không bị thiếu keo, vì khi lát nữa chúng ta sẽ khoan thì nó sẽ bị dễ là bị vỡ, bị tách. Và phần viền cũng vậy, các bạn cũng phải dán keo thật chặt. Đấy, cắt lại thì chúng ta cứ cắt từ từ thôi. Cái phần ở giữa trái tim thì các bạn có thể dùng dao hoặc kéo với kết hợp với kéo để chúng ta cắt lại nhé. Các bạn viết cái chữ mình muốn làm mạch hiệu ứng nhé. Ở đây thì mình có chữ I love you thôi, I trái tim như U thôi. Cái mạch hiệu ứng này thì nếu các bạn làm chữ nó không được đa dạng đâu, tại vì làm nó chúng ta phải nghiên cứu thật rất là kỹ. Cái này thì mình cũng vẽ rất là cẩn thận rồi mình mới dám bỏ vào trái tim mà mình khoan lỗ. Các bạn phải tính toán thật đầy đủ. Ở đây mình rất là may mắn là đủ 32 lỗ vừa với cái mạch trái tim luôn. Đánh dấu như này và chúng ta sẽ khoan. Khoan mũi khoan ở đây là mũi khoan 5mm các bạn nhé. Nó vừa đúng cái cho cái bóng led. Bóng led là chúng ta là 5mm các bạn ạ. Đó thì chúng ta sẽ khoan. Các bạn khoan thì khoan chậm chậm thôi. Và lưu ý thì khoan thì nên dùng khoan máy. Cái này vì khoan phải đảm bảo là cái chỗ lỗ khoan ấy nó tròn, nó đẹp. Và thứ hai là nó phải đều thì chúng ta mới nhét bóng led được. Với những bạn mua bộ nguyên liệu của mình ấy thì cái phần này thì các bạn không phải làm. Mình sẽ làm cho bạn khoan lỗ hết các bạn đến nước này. Sau bước này về các bạn chỉ việc lắp mạch led thôi. Đấy thì sau cái đoạn này thì các bạn mới phải bắt tay vào việc. Còn bình thường khi các bạn mua bộ nguyên liệu thì cái phần này mình đã làm sẵn cho các bạn rồi. Đấy, thì các bạn rất là tiện thôi. Với cái bộ mạch led hiệu ứng thì những bạn nam mua rất là nhiều. Nhưng mà những bạn nữ thì có vẻ là các bạn còn ngại ngần. Vì cái khoản con gái thì chắc là cũng ngại ngần cái việc lắp đèn led. Và thứ hai là nhất là led hiệu ứng như này. Đây là cái loa bạn nhé, cái loa Bluetooth. Cái loa này cũng sẽ có trong bộ nguyên liệu. Đấy, cái loa này nó rất là ok luôn và tiếng rất là ổn. Đây là những thứ chúng có mạch led trái tim. Thì chúng ta sẽ có một con IC và dây nối này. Và tiếp theo đó là bóng đèn. Đó. Và chúng ta cần dùng thêm mỏ hàn để hàn, nhựa thông và thiếc. Đó. Thì cái con IC này thì nó sẽ có 32 chân, tương ứng với 32 bóng led. Và chúng ta sẽ có 4 cái chân như này để chúng ta lắp vào mạch. Và bây giờ thì mình sẽ hàn cái con IC này. Cái này thì mình sẽ hàn giúp các bạn luôn. Đấy, nghĩa là khi các bạn mua bộ nguyên liệu ấy thì cái hàn này mình sẽ hàn cho các bạn sẵn rồi. Vì là nhiều bạn nếu mà hàn không quen ấy thì hàn một là gì, các bạn hàn chân nó dính vào nhau là một này. Thứ hai là dễ có cái hàn lần đầu thì không quen thì hàn lỗ hàn nó không được đẹp. Đấy thì mình sẽ hàn hộ các bạn luôn. Cái phần này khi các bạn mua bộ nguyên liệu là các bạn cũng không cần phải đến làm bước này. Đấy. Thì mình nói tiếp, các bạn nữ ấy thì mình thấy cũng rất là ít mua, hay mua bộ nguyên liệu trái tim bình thường thôi. Còn những bộ led hiệu ứng thì các bạn rất ít mua, hoặc các bạn chỉ mua sản phẩm. Thì để tạo điều kiện cho các bạn nữ thì các bạn nữ nào mà muốn làm cái mẫu trái tim led hiệu ứng như này, hoặc là những cái mẫu khác thì mình led hiệu ứng của mẫu khác, thì các bạn có thể inbox cho mình qua Zalo hoặc fanpage đấy. Thì các bạn có thể inbox cho mình sẽ hỗ trợ các bạn việc lắp mạch led. Nghĩa là về các bạn chỉ làm dính khung, dính viền thôi.
Đấy. Còn cái vạch vần nối lắp đèn led thì mình sẽ nối cho các bạn nữ, chỉ cho các bạn nữ các bạn nhé. Các bạn nam thì mình không có nhiều thời gian đâu, tại vì mình chỉ hỗ trợ các bạn nữ thôi. Các bạn nam thì có thể tự làm được vì mình hướng dẫn các bạn rất là đầy đủ rồi. Đấy. Tiếp tục chúng ta quay lên trở lại với video thì bây giờ mình đã hàn xong cái chân rồi. Thì tiếp tục về giới thiệu qua về cái led này thì sẽ có bốn chân các bạn nhé. Bốn chân ở đây thì nó sẽ có một cái chân âm chung, một cái chân dài nhất này. Đấy, các bạn thấy không, cái chân dài nhất ấy nó là mạch cực âm. Led này sử dụng nguồn điện từ 3 đến 5 V các bạn nhé. Đấy, các bạn có thể thử trước, đây nó sẽ có 3 màu. Nghĩa là 3 chân 3 màu, khi chạy hiệu ứng thì nó sẽ ra rất nhiều màu, vì nó khi nó phối hợp với nhau thì nó sẽ của cái mạch ấy thì nó sẽ ra rất là nhiều màu. Đó. Cái con led này thì các bạn phải bẻ, nghĩa là sẽ chúng ta sẽ bẻ led để chúng ta lắp vào mạch như này. Các bạn đánh dấu nhé, theo đúng một trình tự. Ở đây mình đã lấy cái theo thứ tự, từ mặt mình nhìn ra là cái chân chân dài nhất là cái chân âm chung ấy, nó sẽ là vị trí thứ 3. Các bạn phải bẻ đúng thứ tự như thế, bẻ ngược là nó sẽ bị sai mạch các bạn nhé. Các bạn đi làm từng móng một thôi. Mạch led này mình khi mình nối thì mình cũng nối từng móng một thôi. Đấy, thì chúng ta tí chúng ta lát nối dây âm chung thì mình sẽ nói về cái thứ tự nối. Còn nối các bạn thì sẽ nối có 3 cái mạch song song ấy, nghĩa là 3 cái phần bẻ xuống đấy, cái phần bẻ lên thì chúng ta sẽ không nối các bạn nhé, không nối lại với nhau, mà tí chúng ta sẽ nối một cái IC riêng. Bây giờ mình sẽ nối từng con một. Đấy, thì các bạn tưởng tượng như này cho dễ này, thì là các bạn đánh số thứ 1, thứ 2, thứ 3 này, thứ 4 này. Ở đây ví dụ như ở đây thì chẳng hạn nếu mà số thứ 2 là cái số là cái chân dài nhất ấy thì chúng ta sẽ không nối với nhau. Còn lại số thứ nhất, tất cả các số thứ nhất nối với nhau này. Đấy. Nghĩa là tất cả vụ các bóng, nghĩa là mỗi cái chân này sẽ ra một màu này, thì chúng ta sẽ có tất cả các chân xanh nối với nhau này, tất cả chân đỏ với nối với nhau này, tất cả chân xanh da trời nối với nhau này. Đấy. Thì các bạn cứ nối theo trình tự như vậy thôi. Chúng ta sẽ được 3 cái mạch song song. Đấy. Lát thì chúng ta sẽ có một cái dây 3 đấy, thì chúng ta sẽ nối vào 3 cái mạch song song đó và cắm vào con IC. Còn cái có 32 chân âm chung thì chúng ta cũng cắm vào đấy, thì tí mình nói sau. Các bạn khi các bạn bẻ chân led thì các bạn có thể dùng một cái kìm hoặc cái kéo, thì chúng ta sẽ cắt đi cái phần thừa này, để cho nó cái mạch cảm giác cái chân nhiều khi nó dài hơn ấy, thì các bạn cắt như thế nó gọn. Thứ nhất là nó gọn, thứ hai là các bạn rất là dễ nối, và thứ hai là thứ ba là không bị chạm vào cái này cái kia. Khi nhìn gọn thì cái mạch của bạn nó nhìn nó đơn giản hơn rất là nhiều. Đấy, thì chúng ta làm thật chậm thôi, các bạn làm từng con một nhá, đừng làm nhiều, nghĩa là chúng ta sẽ rất là dễ sai sót ở phần này. Thì các bạn làm chậm thôi. Đấy, các bạn nối từ từ thôi, tại vì cái này nó không phải là nối kiểu vòng tròn thì nó sẽ dễ nối hơn, mà cái nối kiểu này thì các bạn cứ phải đúng thứ tự cơ. Vụ chân thứ nhất thì phải nối chân thứ nhất, chân thứ hai nối chân thứ hai. Đấy, vụ chân âm chung thì chúng ta không nối thì để riêng, còn chân thứ tư chúng ta phải nối chân thứ tư. Đúng thứ tự bạn nhá. Làm sai thì nó sẽ có thể nó sẽ vẫn sáng, nhưng có thể bóng đấy nó sẽ bị lỗi, kiểu nó sáng nó không đúng theo hiệu ứng ấy thì nó sẽ không được đẹp. Với cả nếu các bạn nối sai cái chân nợ. Đấy, ok, thì mình đã hàn xong cái mạch rồi. Thì các bạn có thể thấy thì chúng ta cũng rất đơn giản thôi, có 3 cái mạch song song như nãy mình nói đấy. Bây giờ thì chúng ta sẽ gắn cái dây âm chung nhá, những cái mà chúng ta chưa gắn mà thò lên đấy. Có 32 chân thì chúng ta sẽ có 32 cái dây dẫn vào mạch các bạn nhé. Thì bây giờ thì ở đây có cái mạch là sẽ đánh số từ 1 đến 8 này. Đấy, xong rồi đến tự xong đến 32 bạn nhé, theo thứ tự đấy. Thì chúng ta sẽ nối 32 cái dây âm chung đây vào cái mạch, thì mình có đánh số thì nó nháy theo thứ tự bạn nhé. Đấy, thì các bạn có thể tạm dừng và các bạn đánh số lại vào các bạn nối thì các bạn ý nhé, thì chúng ta nếu nối theo thứ tự đấy, thì cái dây thứ nhất này, đấy, dây thứ nhất này, đấy, các bạn thấy không, dây thứ nhất, dây thứ hai cũng phải đúng thứ tự bạn nhé. Đấy, thì chúng ta lúc nháy nó mới đẹp, không thì nháy thì nó tất nhiên là nháy nó vẫn chạy bình thường thôi, nhưng mà cái hiệu ứng nó sẽ không được chuẩn và đẹp. Thì các bạn cứ làm từ từ thôi, nối từng dây cho nó chuẩn bạn nhé. Nhiều khi là các bạn phải đánh số chắc chắn như này chúng ta nối sẽ nó không bị sai. Đấy,
Thì cái phần này, cái nối dây này thì nó nối tí xong thôi, có lâu phần làm mạch thuận nhá, còn nối dây này tẹo xong. Dùng nhựa thông thì các bạn hàn thì các bạn phải có nhựa thông bạn nhá, nhựa thông thôi mình chấm nhựa thông này. Đấy, xong đó mình chấm vào kẽm này. À cái mỏ hàn thì cái mỏ hàn cái loại mình hay dùng ấy thì lúc mới thì rất là ok. Nhưng mà chỉ cần các bạn để hàn một lúc ấy thì thường thường cảm giác các bạn cảm giác nó không thấy nó chảy thì các bạn xoay xoay một tí nhá. Cái mỏ hàn không vấn đề gì đâu. Đấy mình làm nhiều kinh nghiệm rồi, lúc đầu mình cũng tưởng hỏng nhưng không phải đâu. Các bạn xoay xoay một tí ấy, hoặc như nhiều cái cạnh ấy thì nó vẫn nhiệt độ vẫn bình thường. Có trạng lúc đầu thì nhiệt độ nó lúc nó mới thì nó quá là nóng, nhưng về sau thì nó cứ bình thường như thế thôi. Tức là mình dùng vẫn rất là ok. Một cái mỏ hàn mình có thể làm được chục cái trái tim vẫn là ok thôi. Đấy thì các bạn nào nhiều bạn không biết để tưởng hỏng thì các bạn xoay xoay một tí nhé, xoay xoay cái cạnh ấy thì cái cạnh sẽ nóng, hoặc là một cái phần của trên cái cạnh sẽ nóng thôi. Đấy, với cả là các bạn dùng xong các bạn lấy con dao hoặc là cái lúc nóng cũng được các bạn nhé, cái này là không giặt đâu. Lấy con dao hoặc cái đầu lưỡi dao các bạn cạo cạo cái phần bẩn bẩn ở chỗ cái mỏ hàn các bạn nhé, thì cho nó nóng hơn. Tiếp tục thì bây giờ thì mình sẽ lấy cái rác mình đấu ở đây các bạn nhé. Đấy, theo đúng thứ tự nhé. Đấy, số 1 thì gắn vào từ vị trí số 1 này. Đấy, 1 đến 8 này, 9 đến 16 này. Đấy, thì các bạn cứ làm theo từng bước mình hướng dẫn. Cái đoạn này mình cũng để chậm rồi, mình không tua, mình để cho các bạn dễ theo kịp. Đến sau khi nối như này là chúng ta gần xong rồi. Bây giờ chỉ còn việc là còn có 3 cái mạch song song đấy, thì chúng ta sẽ nối dây vào đây là xong. Đấy, và cái nguồn cấp ở đây là cấp nguồn 5V, cái nguồn của cái sạc dự phòng hoặc cái pin điện thoại bạn nhé. Những cái sạc các bạn hay sạc điện thoại đấy, cái củ sạc ấy, thì chúng ta sẽ cắm một đầu vào đây và một đầu vào cái chân cổng sạc thôi, và chúng ta test hiệu ứng. Các bạn ý xem hiệu ứng sẽ ok thì chúng ta mới lắp gọn nhé. Đấy, màu nó không vấn đề gì cả thì không bóng nào bị tối, hoặc là có hiệu không bị hiệu ứng nào lỗi thì là ok. Còn nếu mà có lỗi chỗ nào các bạn phải kiểm tra lại các bạn nhé, xem chân nó đã có chân nào bị lỏng không, hay là, hoặc là có bóng nào bị không sáng không. Đấy, các bạn kiểm tra lại. Đấy, sau đó thì chúng ta sẽ ốp nó vào cái trái tim thôi. Cái que là que 3,5cm các bạn nhé, 3,5cm. Thì chúng ta sẽ dùng cái kem các bạn nhé, và chúng ta cân chỉnh cái này, và các bạn phải dùng mắt các bạn căn chỉnh thật chuẩn vào kỹ vào phần này. Đấy, để chúng ta được một trái tim nó căn chuẩn và đẹp. Sau đó thì chúng ta sẽ dán tâm này. Đấy, sẽ được những mảng tâm như này, và chúng ta sẽ cắt cái độ dài ở đây theo cái que 3,5 kia thì sẽ là 5cm các bạn nhé, 5cm cho cái phần viền. Chúng ta sẽ, hoặc là các bạn tính ra thì sẽ thừa ra khoảng tầm 0,7 đến 0,5 đến 0,7cm phần viền là đẹp. Đấy, thì sẽ thừa ra một chút như này. Đó, các bạn nếu các bạn cứ phải làm cho nó cân nhá, chỗ nào không cân thì các bạn có thể hở ra không tí, các bạn lấy cái tăm các bạn chêm nó vào cũng được, cho nó kín cũng được, chứ làm siêu mẹo thì nó lại không đẹp. Bạn cứ để thẳng này, mình cũng phải chêm 1-2 cái đấy. Rồi, ok rồi, thì bây giờ thì tiếp tục của chúng ta sẽ làm cái phần che cái loa đi cho nó bị trang trí thôi. Rồi, ok, cái loa thì các bạn nhớ cắm dây vào lúc các bạn nhét vào nhé, không dùng cái nến để ngoài. Căn bản là các bạn, nếu các bạn không cắm cái dây, các bạn đút sâu quá. Ok, các bạn dùng cái kem để làm cái phần đế các bạn nhé. Đây là cái miếng hình tròn, thì bán kính của nó là 8cm. Đó, chúng ta sẽ dán cái kem kín cái mặt của cái tờ giấy. Sẽ có hai mặt các bạn nhé. Các bạn dán xong, các bạn lấy keo đổ lại keo một lượt cho nó chắc. Đấy, sau đó là chúng ta sẽ cắt hết cái phần viền ngoài đi. Đấy, được hai miếng như này thì các bạn cắt hết phần viền thì được, sẽ được hai miếng hình tròn như này. Và chúng ta sẽ dùng cái que này, que 3,5 các bạn nhé. Tất cả các que ở đây đều dùng que 3,5. Và chúng ta sẽ dán xung quanh giống như cái phần trái tim các bạn ạ, dán kín thôi. Đến cái phần này thì khá đơn giản rồi, thì các bạn có thể xem mình và làm theo các bạn nhé. Còn mình nói giới thiệu qua về cái sản phẩm ở bên mình đang bán, thì cái bộ nguyên liệu này thì bên mình có bán link ở phần mô tả các bạn nhé. Ở trên website thì các bạn có thể vào xem chi tiết các nguyên liệu ở trên đấy, thì nói qua thì cơ bản là đầy đủ tất cả các nguyên liệu như các bạn thấy trong video đấy. Thì và mình cũng có nói qua rồi, thì là cái
hai cái miếng trái tim mình sẽ khoan lỗ các bạn nhé, dán tâm và khoan lỗ đầy đủ cho bạn. Đấy, còn những bạn nam thì về bạn có cái mạch đấy, một cái mạch thì mình sẽ hàn cho các bạn. Đấy. Với các bạn nam thì như bình thường thì các bạn chỉ cần về các bạn gắn led là xong, như mình hướng dẫn là xong và hoàn thiện như video này. Đấy, còn chi tiết của bộ nguyên liệu thì các bạn có thể xem ở phần bên dưới của cái website, thì mình sẽ ghi rõ các tên các nguyên liệu. Những cái đồ như cơ kem này và tâm thì một số đồ khác thì cơ bản thì các bạn sẽ có đầy đủ và thừa các bạn nhé, có dư các bạn nhé. Còn các đồ khác, đồ trang trí sẽ có đủ các bạn nhé. Đấy, có cái loa ở đây, có cái loa này dùng rất là ok, nó sử dụng bluetooth bạn nhé. Đấy, thì các bạn về chỉ lắp là chạy ok thôi. Bây giờ chúng ta sẽ test cái đèn xem nó chạy ok chưa các bạn nhé. Để xem lại phần cuối. Bạn nào thấy video hay thì nhớ like và chia sẻ video này của mình. Nhớ bấm đăng ký để xem những video tiếp theo của mình. Còn bạn nào muốn mua nguyên liệu thì link ở đặt hàng sẽ để bên dưới. Và có câu hỏi gì các bạn cần thì có thể bình luận bên dưới, hoặc là inbox trực cho mình qua Zalo số điện thoại bên dưới. Và cái fanpage Nhà Tâm Chị Đẹp mình cũng để link bên mô tả các bạn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo.